trường họ gọi mình xuống để làm việc các bạn ạ. Thì không biết là làm công việc gì, nhưng mà bắt đánh máy thì khá là xa đấy các bạn ạ. Bảo bây giờ máy thì ví dụ như là máy lốp ấy thì là cần phải là chạy nó nhanh đúng không ạ, nhưng mà máy này thì là máy xích các bạn này. Máy xích thì mỗi lần di chuyển nó rất là khó. Khó là cái gì, máy xích ấy thì di chuyển khó cái là khi mà đi trên đường bê tông đường nhựa này, nhất là đường thì nó đang sạch như thế này mà mình lại bò máy đi trên những cái đường như này thì dân họ sau mỗi buổi chiều buổi tối ấy là họ đã quét dọn đường rồi, nên là mình đi trên đường này mình cũng rất là ngại đó. Mà máy làm trong vòng tầm một cây đến trở lại thì hầu như là toàn phải bò đi không kéo phò, chứ khi nào mà máy mà làm ở những cái chỗ mà xa khoảng 2 đến 3 cây ấy thì mình mới tiến hành là kéo phò đi đây. Các bạn có thể thấy đường không, vì đây là toàn là trước cửa nhà người ta nên là sau một buổi chiều thì họ sẽ phải là dọn cho sạch sẽ những cái đường cái sáng này để là nó sạch. Mà máy của mình thì chuyên đi làm bùn không, hai bên xích này thì nó rất là nhiều cái đất dính vào, nên là mình phải bò di chuyển trên cái đường này ấy, thì rất là ngại là đất nó văng đầy ra đấy. Đây bạn này, đấy, đất này này, đấy đất nó văng đầy ra đường này rất là ngại. Nhưng mà nhiều khi là cái công việc trong công trường ấy thì nó bắt buộc mình phải di chuyển, nên là mình cũng phải di chuyển thôi chứ không thể tránh khỏi. Đi làm công trường ấy thì nó rất là ghét cái tội là gì, máy ấy nhiều chỗ nó hiểu là máy lốp thì là chạy đôi chạy đáo được, nhưng mà là máy xích ấy thì là nhiều khi là cần một cái gầu đá, cần một cái gầu cát, hay nhiều khi là công nhân họ đang xây nhưng mà vướng một cục đá bé bé vậy này là bắt phải bỏ máy ra. Vậy nên là làm công trường rất là ghét với cái tội đấy, nên rất nhiều người đi làm công trường ấy nên là luôn luôn là bảo là bị kỹ thuật sai này, rồi bị kỹ thuật nói là không nghe lời này. Đấy các bạn thấy chưa, bây máy của mình bò 500-600 mét chắc chỉ có ra là làm một cái việc gì đấy. Nghe hồi sáng bảo là em ra em san cho anh một cái đống đất thì nha, mình mất công từ nhà sang này, rồi mất công đánh máy từ đây ra kia cũng một đoạn cũng khá là xa, mà xa như vậy san chỉ có mỗi cái đống đất như bằng cái niêu cơm ấy, nên là nhiều khi là cực kỳ là khó chịu như thế. Bởi vậy nên là lắm lúc mà tay nghề mà làm trong công trường nhiều khi mà nói là bảo hơi quá, nói là tay nghề yếu ấy thì hầu như hay bị sai vặt nhiều. Thực ra là máy thì bò thì nó không ảnh hưởng gì tới mình đâu, chỉ có ảnh hưởng hại máy thôi, nhưng mà ý là mình làm thì nó vất vả cho mình và nó gây cực nhọc cho mình thôi. Đây, mình đây là phải bò hết cái đường bê tông này này, rồi ra cái đoạn đường nhựa kia còn rẽ phải tận dưới kia rồi, hơi bị lâu đấy. Làm trong công trường này thì nếu mà coi như có máy lốp ấy thì là ví dụ như cần một gầu đá này, cần một gầu cát này, hay là san thêm cái gì ấy, thì là chuyển alo phát là máy xịt nó qua ngay, máy lốp nó qua ngay. Nhưng máy xịt mình đây cứ lùi đã lùi đùi lẽo đẽo bò đi như kiểu rùa bò vậy. Thế mà đổi lại lái máy lốp lái máy xịt được cái gì, lái máy xịt thì mình học được thêm một cách gọi là học cách kiên nhẫn. Mình di chuyển máy thì mình cứ từ mình đi đấy. Nói chung là ngồi trên máy thì cảm giác là máy mình đi rất là nhanh đi các bạn ạ, nhưng mà xuống thì thua người đi bộ đấy. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai là máy xích này này, mình đi thì là trên cái đường này thì nó sóc, nó không như là dưới đường đất mình chuyển hướng này. Nó không như dưới đường đất thì mình đi thì nó rất là êm, vừa ổn gái luôn. Đi dưới đất là nó rất là êm đấy, rất là cực kỳ êm, nhưng mà đi dưới cái đoạn đất kia thì đi dưới đất thì êm, mà đi dưới cái này này nó sóc lắm, nên là mình không đi ga lớn, mình đi ga vừa tầm thôi. Đây, mình phải bò đâu đó bò mút chỉ tận cái dưới tận thẳng địa rồi, khá là xa đấy, thấy không, khá là xa để đi xuống tận dưới đó. Đây, công việc thì nó nhàn nhưng mà vất vả cái là máy thì máy xinh, cứ bắt bò đéo đã lẽo đéo đi từ đây đi
không biết là xuống làm cái gì, chả biết làm cái gì mà điều máy đi. Nhiều khi công trường ấy thì các bạn có thể làm đủ giờ đủ giấc đủ ca, hết ngày hết giờ hết ca thì các bạn về, nhưng mà nhiều khi ấy thì là mình chỉ có gọi là đi làm theo kiểu là xuống sang xuống gạt mỗi cái đông đất là các bạn được về đấy, nên đổi lại là nhưng mà đi làm ngoài nhà dân thì không có như vậy đâu đấy. Ở trong công trường này thì các bạn đôi khi là các bạn chỉ cần làm là xuống làm 30 phút thôi là mình đi nghỉ cả ngày mình đi chơi rồi, nhưng mà nhà dân thì không có đâu. Đây sáng bảo đi, kỹ thuật có gọi bảo cho mày xuống san cho anh đống đất là nghỉ đấy. Nghe cái từ là mình san có một đống đất thôi là mình nghỉ là về vui vui rồi. Ở đây thì mình bò ra sát cái mép đường bên trong này tí, thứ nhất là để phương tiện giao thông nó đi lại được an toàn, thứ hai nữa là giúp cho là đất tiếp đá nó không bị rơi ra ngoài đường. Đất đá nó rơi giữa đường nhiều thì phải đi lại phải đi dọn, mình bò sát cái mép này rồi. Đấy, đánh máy nhiều khi đánh máy đi 2 cây số chỉ để làm mỗi cái việc này. Máy lốt thì nãy giờ máy lốt nhà lốt phát là phi phát là tới nơi luôn rồi, là chỉ có việc làm thôi. Mình đẩy nhanh thì mình đẩy một lúc rồi mình sẽ dùng cái gầu mình quăng
không thể đẩy dày được đâu. Khác với máy ủi thì là nó cần ủi phát màu, nhưng máy của mình thì là máy xúc, và máy cái này chỉ đẩy những cái nhẹ nhàng thôi, mình không đẩy được nặng đâu. Đấy, đẩy đây, mình đẩy đây này. Đó. Đấy, sau khi mình đẩy rồi thì nó bị thấp ở đây này, thì mình chống cái ben này xuống cho nó cao máy này, bắt đầu quay qua đằng sau này. Đấy, quay qua này, xúc toàn bộ cái chạc này quay sau. Đấy, chỉ quăng mỗi cái chạc dưới kia thôi, công việc nó khá đơn giản. Đấy, tất cả những cái nào chạc liên quan đến cái gạch đá này thì mình đều có xúc hết xuống để mình làm một cái đường để cho xe cộ nó đổ thêm đá, thêm cát vào đây. Cái này thì làm chừng mỗi tí này thôi. Cái chỗ này mình sang nó khoảng 15-20 phút là mình sang xong. Ở đây thì mình chỉ có xúc gầu, có 1-2 gầu ở đây thôi. Xúc ra đến tầm nửa xe này là mình dùng ben mình đẩy. Tại vì ở dưới nó thấp rồi, mình dùng ben mình đẩy nên rất là nhanh. Đấy. Đây, mình chỉ xúc đến tầm giữa xe là quay qua là mình dùng cái ben này này mình đẩy thì nó sẽ nhanh hơn. Cái này thì là toàn bộ cái chỗ đất này là đào móng, họ quăng vào này nên là họ đổ ở đây. Công trường họ đang cần cái sạc này. Đẩy cho một đoạn rồi mình có thể dùng ben này các bạn đẩy nhé. Đẩy đây. Đó, đẩy hết xuống đây. Đấy, máy nó dốc thì mình chống cái ben này nghiêng lên cái là nó bình. Đấy, quay qua vậy thì mình xúc lại xúc dần lùi như này. Đấy, mình chỉ cần xúc dần lùi vậy, chỉ cần tới đây là mình dùng ben mình đẩy là mình đi thoải mái thôi. Lấp mỗi xuống chỗ đấy là xong, làm cái đường ra tới đúng cái chỗ vũng nước là xong. À đây các bạn ơi, đây là cái đống đất mình đã san thành một cái đường để cho xe nó lên đi xuống rồi đây các bạn này. Đấy, cũng đã mất khoảng 20 phút mình san xong cái đường này. Đấy, một cái đường thẳng như này để cho ô tô nó đi xuống kia, nó đổ đất đổ đá ở dưới. Mình vậy là xong. Bây giờ lại bắt đầu đấy các bạn, đánh có 2-3 km thôi, 2 cây thôi, để đi chỉ có mỗi việc san đất đấy. Bây giờ mình xong xuôi rồi, bây giờ mình lại phải bò ngược lại chỗ hồi sáng mình đậu máy đấy để nghỉ ngơi. Đấy, có vậy. Công việc thì nó chỉ có đơn giản như thế, nhưng mà phải bắt buộc là mình phải đánh máy đi. Bây giờ mình phải đánh máy bò đi về. Ok. Video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ chia sẻ video, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin thân mến và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo. Và nhớ đón xem video hàng ngày trên kênh Xuân Mạnh Vlog và video hàng ngày trên kênh Xuân Mạnh TV nha. Lần cuối xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.